Hôm nay tôi có dịp đi qua thị trấn Như Quỳnh vào thăm vườn cảnh của anh Nguyễn Viết Tùng. Sau khi đi xem hết các cái dãy cây rồi, rất nhiều những cái tác phẩm đã hoàn thiện cũng như là những cây phôi xanh Nam Điền và những cái dòng cây khác nữa, hết sức là đẳng cấp. Tôi đến một góc sân ngay cái sảnh chính của công ty này, có một cái cây sam trái này. Tôi thì rất là yêu những cái dòng cây miền Trung, đặc biệt là sam bông, sam trái. Và cây sam trái này không khỏi ngỡ ngàng luôn. Thứ nhất là cái điểm nhấn là một cây dáng thác đổ kết hợp với một cái chậu tàu, rất là ăn ý với dáng cây, một cái thống lục giác tàu ấy. Thế còn cái bóng cây này, chúng ta nhìn những cái từ trên xuống dưới để quan sát cái những cái trái sam này. Đấy. Trái xanh, trái chín phớt tím và trái chín đen. Và tôi có quan sát ở dưới gầm của một cái tán này. Như là những cái chùm nho trên cái dàn nho nó rủ xuống. Khủng khiếp thế chị. Đẹp không? Và tôi có hỏi anh ấy bảo cứ tại sao mà anh lại đưa cây sam trái vào tại cái góc này, thì anh Tùng anh có lý giải là chim chào mào cứ đến ăn những cái trái chín, và đây là cái cửa sổ anh ấy ngồi trong anh ấy ngắm khoảng độ hơn chục con chim chào mào cứ bâu kín vào đây ăn hoạt líu lô, thế mới hấp dẫn. Và chúng ta vẫn gọi là anh Tùng Như Quỳnh. Đẹp quá. Và bên cạnh đó là một cây sam bông. Cây sam trái dày hoa trái thì cây sam bông cũng dày hoa. Hai cây đều dáng thác đổ. Vâng, ngoài cặp đôi sam bông và sam trái ra, khi đến đây thì tôi cảm nhận có một cái thôi cứ gọi là phôi xanh đi vì nó chưa hoàn thiện. Chậu đá cũng là những cái chậu rất là cũ rồi, rất là xưa rồi, và đặc biệt nhất cái bệ cốt xanh nó đặc và nó trùn ra voi, nó nhăn như là mặt khỉ hết cả, đẹp hút hồn luôn các bác ạ. Đây chính là một cái bệ xanh mà tôi cảm thấy tâm đắc nhất trong vườn, theo cái cảm nhận của riêng cá nhân nhé. Đặc liền lạt không đóng ghép, lên màu da đỏ hết rồi. Và cái vết đục đẽo cũng rất là hầu như là không có.
chỉ tỉa những cái chỗ rất nhỏ, không đáng kể. Đây, quay sang phía bên cạnh, tất cả các phía đều như nhau, liền lạt đẹp thế chứ. Nó chùn sụn hết rồi. Và 1, 2 xong rồi đây. Và với cái ý đồ của anh đã đưa lên cái bể đá cố định như thế này, hoàn thiện cây và cũng là sẵn chơi luôn. Từ khi anh có cái cơ sở mới này cách đây khoảng 4 năm, từ năm 2019 mà bây giờ tôi mới trở lại. Đây là một cái dịp tôi đi Hải Phòng qua đường 5 ghé vào chơi. Hứa hẹn một khi nào anh quy hoạch xong hết gọn và chuẩn chỉnh thì Độ Sinh sẽ về làm chương trình tổng thể luôn, để chia sẻ anh em cùng nhau giao lưu. Vâng, các bác thấy lu cục cũng khủng khiếp không? Chỗ này lại ngậm viên đá, đó là cây xoan đào. Vâng, và đây là một tác phẩm si bút đỏ. Nhà vườn tùng nhựa. Ta đang thưởng thức một cây si cỏ, dòng si bút đỏ. Như là anh Tùng anh quét cái nước si vào đây, khủng khiếp quá. Sao lại đề là tưới ít nước, Tùng ơi? Thực ra cái này mùa này nó không cần ấy thì cháu làm cái biển này cho anh em. Để cho anh em chăm cây nó chú ý đúng không? Cho chú ý thôi. Đấy. Vâng, một cái video ngắn ngủi nhân cái dịp mà tôi đi ghé qua thôi. Các bác có thể đến tham quan vào cái dịp mà chắc phải tầm phải khoảng độ 2-3 tháng nữa nhỉ? Đầu xuân năm mới đi. Đầu xuân năm mới thì chắc chắn là sẽ có xếp đặt lại không hay là cứ thế này? Cho nó gọn gàng một chút. Đấy. Và được biết là anh sẽ bổ sung thêm một vài những cây nhỏ nhỏ cho nó sinh động ở cái góc này. Còn toàn bộ phía sau
và cánh bên trái tòa nhà thì là tập trung cũng khá nhiều những cái phôi xanh Nam Điền. Tôi vừa mới tham quan phía bên đằng sau. Vâng, một tác phẩm xanh quê dáng làng với cái tên là Sông Cửu Long. Đây là một tác phẩm như anh Tùng tâm sự là của riêng bà xã này, chủ nhân là Đặng Liên, người con gái của vùng đồng bằng sông Cửu Long, rất yêu thích tác phẩm. Chín nhánh dòng sông, chín con rồng. Và cái này thì nói chung là cái bước khâu hoàn thiện thì không còn là bao nhiêu nữa đâu. Và sau đó anh bổ sung cấy rêu và làm phẳng cái mặt chậu này nữa là rất tuyệt vời. Hoặc là chơi kết thúc nữa là bỏ đất ra ngâm nước, thả nước. Và trên mỗi nhánh đều có tên chú thích của cái cửa, ví dụ như là cửa Cung Hầu này, tỉnh Trà Vinh này, và bên này là cửa số 5 là cửa Cổ Chiên, tỉnh Vĩnh Long này. Đấy, rất là có ý nghĩa. Đủ 9 cửa, 9 dòng sông, tuyệt vời quá nhỉ. Và trước khi dừng hình cuốn video, chúng ta đến với một cái bệ ruối. Một cây ruối nguyên bản xuất xứ từ Bình Định, được anh Tùng chuyển về và đang trong giai đoạn tạo tác thêm. Nhưng mà ở cái hình ảnh mà chúng ta ngắm từ bệ ruối trở lên, dọc theo đường thân cây, những cái lu u cục này, rất tuyệt vời. Và sau khi xong cái phần tay bông, hoàn thiện một cây ruối, thì đây là một trong những cái tác phẩm cũng nổi đình đám đấy. Và rất là có cái cơ phát triển rất tốt, bởi vì cái đường đi của thân tương đối lắc dẻo. Rất tuyệt vời. Rồi, và Độ Sinh xin dừng hình và chia tay với vườn anh Tùng để tôi về Hà Nội. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Một thời điểm nào đó Độ Sinh sẽ trở lại để khám phá và giới thiệu chia sẻ tiếp tục với anh em chúng ta. Cây béo thế nhỉ. Ui giời ơi, tuyệt vời quá. Và Độ Sinh chào thân ái nhá. Chúng ta hẹn gặp nhau ở những chương trình sau.